Này A Nan, kể từ bây giờ ta sẽ nằm xuống và không đứng dậy nữa. Này A Nan, trong vị lai những ai dùng các đồ quý báu để tôn kính ta, thời không xem là tôn kính ta. Trái lại này A Nan, những ai theo pháp của ta, đó mới là tôn kính ta. Này A Nan, tối nay Như Lai sẽ nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, xin đừng nhập niết bàn ở một thành phố nhỏ như Câu Thi Na này. Xin hãy đến các đại thành như thành Xá Vệ, thành Câu Xá Di hay thành Ba La Nại. Ở đó có rất nhiều quốc vương, Bà La Môn cùng hàng thiện tính đều tôn kính ngài. Này A Nan, ông không nên nói Câu Thi Na là một thành phố nhỏ. Trong quá khứ, Câu Thi Na là một đại thành phồn vinh, có rất nhiều trái cây và hoa quả, có rất nhiều người cư trú và ngày đêm có các nghệ nhân khảy đàn ca hát. Một nguyên nhân nữa mà Như Lai không nhập niết bàn ở những nơi khác là vì vị tu khổ hạnh Tu Bạc Đà La sẽ không có thể gặp ta, và như thế ông ấy sẽ không thể đắc đạo. Nguyên nhân cuối mà Như Lai không nhập niết bàn ở những nơi khác là vì sẽ có một trận đại chiến xảy ra do bởi phân tranh xá lợi của Như Lai. Tuy nhiên, ở Câu Thi Na có một Bà La Môn tên là Đô Na. Ông ta có thể dập tắt trận phân tranh và phân chia xá lợi của ta đến tất cả quốc vương của các nước. Thế nên chiến tranh sẽ không diễn ra. Đây là những lý do mà tại sao Như Lai phải đến Câu Thi Na. Thưa Thế Tôn, lúc trước những tín chúng từ khắp nơi đến để nghe pháp và hỏi về giáo pháp từ đức Như Lai. Từ nay về sau, con và họ sẽ không còn thấy và chiêm ngưỡng ngài được nữa. Này A Nan, có bốn nơi mà các đệ tử ở đời sau có thể tưởng nhớ đến Như Lai. Một là tại vườn Lâm Tỳ Ni nơi Như Lai đản sanh. Hai là tại gốc Bồ Đề nơi Như Lai thành đạo. Ba là tại vườn Nai nơi Như Lai chuyển pháp luân đầu tiên. Bốn là tại khu rừng Sa La ở ngoài thành Câu Thi Na nơi Như Lai nhập niết bàn. Những ai hành hương đến bốn nơi này sẽ cảm thấy an vui và chính họ đang theo gót chân của Như Lai. Thưa Thế Tôn, trong Phật pháp có hàng nữ nhân giữ các vai trò khác nhau như là người mẹ, chị em, thân quyến và hàng tín nữ cung kính tam bảo. Các tỳ kheo phải nên đối với người nữ như thế nào? Này A Nan, các tỳ kheo tốt nhất là không nên gặp người nữ. Nếu gặp họ là cần thiết thì các tỳ kheo phải nên làm gì? Này A Nan, nếu gặp họ là cần thiết thì tốt nhất các tỳ kheo không nên nói chuyện hay đàm luận với họ.
Nếu đàm luận với họ là cần thiết thì các tỳ kheo phải nên làm gì? Nếu các tỳ kheo đàm luận với họ thì các tỳ kheo nên nói trong chánh niệm. Các tỳ kheo nên giữ gìn tâm ý, giữ gìn các căn, giữ gìn lời nói và không cho dục vọng khống chế tâm trí mình. Trong thế gian, sự tốt đẹp không phải là ái dục, bởi vì tà dâm bắt nguồn từ ý tưởng trong ái dục. Đến khi nào những ai có thể đoạn trừ ái dục thì nó sẽ không còn hại đến họ nữa. Thưa Thế Tôn, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, kim thân của Ngài chúng con phải xử lý ra sao? Ông nên xử lý kim thân của Như Lai như thi hài của vua Chuyển Luân. Ông nên quấn thân thể của ta bằng tấm vải trắng với 500 lớp bông gòn. Sau đó hãy để thân ta trong kim quang với dầu thơm và rồi để kim quang trên giàn gỗ chiên đàn. Sau khi thân của Như Lai đã thiêu hết, ông hãy thay tháp xá lợi của ta rồi đặt ở các ngã tư đường. Như thế thời sẽ thuận cho những ai đảnh lễ Như Lai. Tu Bạc Đà La rất muốn gặp Phật, nhưng có rất nhiều đệ tử đến viếng thăm và Đức Thế Tôn đang bệnh nặng. Ta không muốn Ngài phải hao tâm hơn nữa. Tu Bạc Đà La, Đức Thế Tôn đang yếu lắm. Tôi không thể để ông gặp Ngài được. Đức Thế Tôn cần phải tịnh dưỡng. Này A Nan, hãy cho phép Tu Bạc Đà La vào đi. Thưa Cô Đàm, có rất nhiều vị đạo sư nổi tiếng đang giảng dạy những giáo lý khác với Ngài. Có phải tất cả các họ đã tìm thấy những chân lý như chính họ đã tự xưng, hoặc chỉ có vài vị là tìm ra chân lý, còn những người kia thì không? Này Tu Bạc Đà La, ông không nên lưu tâm những giáo lý đó. Hãy lắng nghe điều ta nói, Như Lai sẽ khiến cho ông biết được sự thật. Bất cứ những luận thuyết nào hoặc giáo lý nào mà không có bát chánh đạo thì sẽ không tìm thấy một ai đắc quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm hay A La Hán. Nhưng trong giáo pháp nào mà có bát chánh đạo thì ông sẽ tìm thấy Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nếu các đệ tử của ta nghiêm trì theo giới luật thì thế giới này sẽ không bao giờ thiếu đi những bậc A-la-hán chân chính. Giáo pháp của Ngài thật vi diệu, bấy lâu nay con đã hiểu sai lầm, thỉnh cầu Thế Tôn hãy cho phép con được xuất gia. Này A Nan, hãy dẫn Tu Bạc Đà La đi làm lễ xuất gia cho ông ấy đi. Này Tu Bạc Đà La, hãy quan sát tóc, móng tay, răng, da, hình tướng, danh xưng. Sự thật thì chúng là vô thường, khổ không hiện hữu. Chẳng phải tôi và anh, chúng không phải của tôi và của anh. Chúng chẳng phải bản thể của tôi và bản thể của anh.
và thế đó đều là vô thường, vì chúng có hiện hữu, tồn tại và rồi sẽ tan biến. Này Tu Bạc Đà La, là một vị sa môn thì thường đi khất thực, mặc giới y, sống trong rừng núi, và hãy chăm sóc thân thể của mình để thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Khi được Đức Phật giảng dạy xong, Tu Bạc Đà La từ biệt Thế Tôn để tự mình tu hành và đã chứng đạo A-La-Hán ngay trong đêm đó. Tu Bạc Đà La là vị đệ tử cuối cùng đắc đạo A-La-Hán trong thời của Đức Phật. Này các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, 84.000 pháp môn sẽ chỉ dẫn cho các ông thay thế ta. Đừng nghĩ rằng thầy của các ông đã ra đi và các ông không còn sư phụ nữa. Pháp của ta chính là thầy của các ông đó. Này các tỳ kheo, tất cả các ông hãy khắc ghi giáo pháp và giới luật vào trong lòng. Đó là vị thầy chỉ dẫn cho các ông, và các ông đừng nên nương tựa bất cứ điều gì khác. Đức Phật đang sắp rời khỏi ta để nhập Niết Bàn. Ta đã theo Thế Tôn bấy lâu nay mà vẫn chưa chứng đạo A-La-Hán như các đệ tử khác. Thầy A Nan, Đức Thế Tôn bảo thầy đến gặp ngài. Này A Nan, ông hãy đến và ngồi ở đây. Đừng buồn nữa A Nan, không gì là vĩnh viễn, phàm có bắt đầu thời sẽ có kết thúc. Ông đã theo hầu cận ta rất lâu, ông hãy tiếp tục tu hành và không lâu thì sẽ đắc đạo A La Hán. Này A Nan, Sa Nạc cho rằng ông ấy rất quan trọng, bởi vì đã theo ta từ khi Như Lai rời bỏ đi xuất gia. Ông ấy rất khó giáo hóa và sẽ càng khó hơn nữa sau khi Như Lai nhập Niết Bàn. Ông ta sẽ không nghe theo bất cứ đệ tử nào, bởi vì Sa Nạc không có lòng cung kính. Thế nên, ông có thể cho Sa Nạc một hình phạt. Thưa Thế Tôn, đó là loại hình phạt gì? Tất cả tỳ kheo không được đàm luận, giảng dạy và liên hệ với Sa Nạc. Sau khi bị phạt như vậy, Sa Nạc sẽ tự hiểu, rồi ông ta sẽ thay đổi tánh tình và cuối cùng sẽ chứng đạo A-La-Hán. Này các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả chúng đệ tử phải hòa thuận, phải luôn tiếp tục có những ngày hội họp, tôn kính giới luật, kính trọng các vị trưởng lão cùng người tu hành chân chánh, và đừng để xa vào sự mê hoặc của luyến ái. Hãy thiểu dục tri túc ở nơi hoang vắng, cầu có những pháp hữu đồng hạnh, cùng sống trong phạm hạnh thanh tịnh và an lạc, vui vẻ. Đừng làm những việc quá mức, cũng đừng nói chuyện hoặc ngủ quá nhiều. Đừng tham dự những cuộc tụ họp vô ích và đừng ham muốn sự khoái lạc của ái dục. Đừng bị ảnh hưởng bởi điều tà ác và đừng kết bạn với những kẻ xấu ác. Hãy luôn cầu pháp thù thắng và
và như vậy sẽ không bao giờ bị tụt lại đằng sau. Này các tỳ kheo, hãy nhớ rằng thân thể này là vô thường và sẽ già yếu. Tất cả các đệ tử phải luôn tinh tấn tu hành, làm lợi ích cho mình và người. Bà La Môn Đô Na được bổ nhiệm phân chia xá lợi. Sau buổi lễ trà tỳ kết thúc, xá lợi được phân chia cho các quốc vương và hàng Bà La Môn đã đến từ 8 thành phố. Họ xây tháp cúng dường xá lợi và thờ phụng ở nơi xứ sở của mình. Thứ nhất, vua A Xà Thế xây tháp ở thành Vương Xá. Thứ nhì, vua của xứ Ly Cha Quy xây tháp ở thành Tỳ Xá Ly. Thứ ba, vua của tộc Thích Ca xây tháp ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thứ tư, vua của xứ Alakhapa xây tháp ở thành Alakhapa. Thứ năm, vua của xứ Câu Ly xây tháp ở thành Ramagama. Thứ sáu, vua của xứ Ma La xây tháp ở thành Ba Qua. Thứ bảy, vua của xứ Câu Thi Na xây tháp ở thành Câu Thi Na. Thứ tám, Bà La Môn ở xứ Vedadivaka xây tháp ở thành Vedadivaka. Ngoài ra, Bà La Môn Đô Na cũng xây tháp ở thành Câu Thi Na để phụng thờ xá lợi. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Ca Diếp triệu tập tăng chúng tại động Thất Diệp ở ngoài thành Vương Xá dưới sự hỗ trợ của vua A Xà Thế để kết tập kinh điển. Đây là đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, về sự kiện này kéo dài đến 7 tháng mới hoàn mạng.